Đây là bữa ăn trưa của mình. Đây là bữa ăn dành cho công nhân, nhân viên đi làm. Đồ ăn quá ngon luôn. Mình quay lại cảnh ăn nè mọi người. Mình chuẩn bị ăn nè. 1, 2, 3, vô. Đó, đây là tô phở mình đang ăn đó. Ngon không mọi người? Tô phở dành cho người đi làm đó. Mình đây là ăn tô thứ nhất. Còn bên phải của màn hình là tô thứ hai nha mọi người. À, đây là bánh lăng với lại phô mai nướng. Còn đây là kem dừa nè, kem dừa sữa. Và đây là kem matcha green tea, là kem trà xanh đó. Hai kem này rất là ngon. Nên khi đi ăn xong là một mình được cho được hai cái kem và bánh lăng với lại cheese phô mai.